Cảm ơn xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài IBC TV. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi một lần nữa trở lại với chương trình bình luận cùng với giáo sư Ngô Nhân Dung. Kính thưa quý vị, như chương trình vừa rồi, chương trình đầu tiên chúng tôi phát hình qua hệ thống của đài IBC TV. Chúng tôi cũng phải thực hiện chương trình trong cái điều kiện tình hình COVID-19 hiện nay là những cái chương trình thu hình tại nhà, tại pizza, thành ra có những cái kỹ thuật trở ngại về âm thanh, về hình ảnh. Tuy nhiên, lòng thương mến của quý vị khán giả của đài ABC TV cũng theo dõi chương trình và đưa những cái feedback, những cái lời khích lệ dành cho chương trình, đặc biệt là cho những cái đề tài mà giáo sư Ngô Nhân Dung đã chia sẻ. Cảm ơn, xin trân trọng kính chào giáo sư Ngô Nhân Dung đang có mặt qua hệ thống của đài Zoom. Dạ, xin kính chào quý vị khán giả đài IBC Kính thưa quý vị, trước khi vào chương trình thì chắc quý vị thấy nhớ cái chương trình vừa rồi thì giáo sư Ngô Nhân Dung có nói đến mái tóc của Cao Minh Hưng, mà đúng ra mình ngó là thấy nó cũng dài thiệt. Khi nào mà có lẽ quý vị khán giả mà thấy tóc của Cao Minh Hưng được cắt tỉa đàng hoàng là lúc đó có lẽ là những cái cơ sở thương mại kinh tế đã bắt đầu mở cửa. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, trong chương trình bình luận với giáo sư Ngô Nhân Dung thì như là trong chương trình vừa trước chúng ta đã có thưa quý vị là chúng ta sẽ dành cái chương trình này với cái đề tài là rất là nhiều người hiện đang quan tâm đến vấn đề là khi nào thì những cái cơ sở thương mại sẽ mở cửa, không riêng gì ở Cali mà chúng ta mà ở toàn Hoa Kỳ cũng như một số nơi trên thế giới. Thì kính thưa giáo sư Ngô Nhân Dung, ngày hôm nay chúng ta thấy nhìn những cái con số thống kê, con số người nhiễm bệnh ở Hoa Kỳ đã lên cái mức trên 1 triệu người, con số người tử vong ngấp nghé ở cái ngưỡng cửa 60.000 người cho đến ngày hôm nay khi chúng ta thực hiện cái show này, và những ngày tháng tới tiếp tục chắc chắn là sẽ lên nữa. Thì với cái tình hình như vậy và cái điều kiện mà người ta đòi hỏi phải mở cửa những cơ sở kinh tế, thì có quyết định nào dựa vào đâu để có thể mở những cơ sở kinh tế, cái nào mở trước, cái nào mở sau, thưa giáo sư? Và thưa hiện thì ở nước Mỹ các tiểu bang coi như là có toàn quyền quyết định là lúc nào mình mở cửa. Ông Tổng thống Trump đã nói rằng cái đó là tùy các vị thống đốc. Thì cái tình hình bệnh ở mỗi tiểu bang nó khác nhau. Cho nên là có tiểu bang họ mở cửa rồi, có tiểu bang là họ mở cửa chậm. Ở California này thì có thể đến giữa tháng 5 hoặc là cuối tháng 5 thì mới bắt đầu mở cửa. Mà hiện giờ đó thì đã có mười mấy tiểu bang ở Mỹ bắt đầu mở cửa rồi. Nếu mà bạn là Cao Minh Hưng muốn đi cắt tóc á thì có Ohio, Texas ở đó họ cắt tóc cả rồi. Thành ra cái việc mà mở cửa đó là quyết định của tiểu bang. Thì dựa vào đâu người ta quyết định mở cửa? Cái chuyện đầu tiên đó là dù mở cửa các business, các cơ sở kinh doanh thì cũng phải làm sao để tránh đừng cho bệnh nó lây lan. Mà làm sao để tránh bệnh lây lan thì cái chuyện đầu tiên là người ta thấy những cái cơ sở kinh doanh nào mà không tiếp xúc với công chúng đó là có thể mở cửa sớm nhất, là bởi vì chỉ những cái người làm việc ở trong đó mới là tiếp xúc với nhau mà thôi, ra đến cửa là họ đi về nhà. Các tiểu bang đó họ đều có cái chủ trương là mở cửa sớm nhất đó là các công trường xây cất. Ở những cái nơi đó là không cho người ngoài vô. Những cái cơ xưởng sản xuất thì ở nơi đó cũng chỉ có. Nhưng mà đặc biệt là có những cái nhà nhà làm thịt đó, hiện giờ có 5-6 cái xưởng làm thịt ở Mỹ đó nó phải đóng cửa vì công nhân ở trong đó bị bệnh. Và đã có đến 6.000 công nhân nghề làm thịt bị bệnh. Thành ra cái số thịt ở nước Mỹ đã đang giảm bớt đến 1/4. Nếu quý vị mà có đi chợ mà ăn thịt đó thì thấy được nào nó thì ở những cái cơ xưởng mà không có người bị bệnh á thì người ta sẽ làm việc. Những cái nơi nào có người bị bệnh á thì người ta sẽ xịt thuốc sát trùng. Và những ai khỏe mạnh sẽ vô làm việc, mà tất nhiên người ta sẽ thử đo nhiệt độ để người ta có thể làm test nếu người có khả năng. Bởi vì hiện giờ cái số khả năng để làm test nó cũng chưa cao. Thì hai cái ngành đó là những ngành mở cửa đầu tiên. Rồi sau đó đến những cái ngành mà có tiếp xúc với công chúng.
Thưa quý vị, thì nói đến những cái ngành nghề mà tiếp xúc với công chúng, chúng ta thấy là đa số, một phần lớn, một số đồng hương Việt Nam chúng ta cũng có những cái ngành như ngành về nail, về hớt tóc, thì họ cũng rất là quan tâm đến khi nào thì có thể được mở cửa được. Thì rất là cảm ơn những lời phân tích chia sẻ của giáo sư Ngô Nhân Dũng. Thì tức là theo như ông, những cái điều kiện nó sẽ dựa theo cái yếu tố là có tiếp xúc nhiều với những khách hàng hay không, thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Tất nhiên nó sẽ không có rõ ràng, một số những cái trong những ngày tháng tới cũng sẽ có một số những cơ sở kinh doanh là cũng sẽ đưa ra những cái điều kiện. Thì nếu những cái cơ sở kinh doanh mà họ phạm những cái vi phạm những cái này, thì họ có phạm họ bị những cái hình phạt thì không, thưa giáo sư? Hiện giờ đó, các chính quyền ở các nơi họ rất dè dặt, không có phạt ai cả. Bởi vì rằng khi mà chính quyền mà đem phạt người ta đó, người ta kiện, nó sẽ tốn tiền ghê lắm. Như hôm cuối tháng 4, ngày Chủ nhật thứ bảy, ở trên đất California đó là người ta vẫn cấm tụ họp. Ở những cái bãi biển như là Huntington Beach hay là Newport Beach rồi đó, dân chúng ồ ào ra đó mà họ đứng cách nhau độ 1 thước 2 thước là chuyện thường, để vui chơi họ đùa cợt ở đó. Thì ông thống đốc tiểu bang cũng không thể nào mà cấm được, thì ông mới than phiền. Nhưng mà rồi hỏi ông có phạt không, thì ông bảo không, không có phạt ai cả. Các tiểu bang đó, khi mà họ cho phép những cái cơ sở kinh doanh có tiếp xúc với công chúng mở cửa đó, thì họ sẽ đưa ra các khuyến cáo. Mà tôi chắc là các chủ nhân các cơ sở đó, đó cũng sẽ đi theo. Chẳng hạn, để tránh cho bệnh khỏi lây lan thì cả các nhân viên phải đeo khẩu trang, đeo cái bịt miệng. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là khi các cơ sở kinh doanh nó mở cửa ra đó, cần bảo vệ các nhân viên của họ đầu tiên. Khách hàng cần được bảo vệ, khách hàng tự lo lấy. Thành ra họ yêu cầu khách hàng vô trong cửa hàng đó là phải đeo khẩu trang. Thế và họ đặt những cái miếng plastic ngăn cách giữa người khách hàng và cái người tiếp, để cho hai bên không có thể là làm nước bọt nó bắn vào nhau thì có thể mang cái vi khuẩn. Bởi cái điều nguy hiểm của chúng ta là cái vi khuẩn này đó, nó như ma đó. Có nhiều người có vi khuẩn mà không biết triệu chứng nào cả. Ở New York chẳng hạn, người ta đoán rằng trong 10 người mà mang vi khuẩn á, thì chỉ có độ một người, hơn một người là có triệu chứng và đang chữa bệnh mà thôi. Còn bao nhiêu người khác đó có mang vi khuẩn trong người, chính tôi để tôi không biết là tôi có mang vi khuẩn không. Thành ra khi tôi ra đường mà tôi che cái miệng là cốt để bảo vệ tôi không có làm cho vi khuẩn nó bắn sang người khác. Chứ còn thực trang mà tôi đeo đó, nó không có che để cho cái vi khuẩn nó không vào tôi nếu có người nào mà tống cái vi khuẩn vào phía tôi. Thế thì các cửa hàng đó, người ta sẽ cố gắng đặt những cái tấm plastic trong. Hiện giờ là có một số siêu thị ở California đã đặt rồi. Và trong tương lai đó thì chắc là những cái tấm plastic đó đó sẽ nằm đó luôn luôn mãi mãi. Thành các siêu thị của chúng ta sẽ như vậy. Thế những cái tiệm như là tiệm ăn thì sao? Thì làm sao để cho mọi người phải đứng cách xa nhau 6 feet, độ 2 thước. Thành ra ngay ở Georgia khi người ta mở cửa tiệm ăn đó, thì các cửa tiệm đó đó người ta cấm ngồi ở một số bàn. Người ta không có khiêng cái bàn mang đi đâu được. Cái Chỉ để cái sai ở đó thôi. không ai ngồi ở đây cả. Cột cái bàn cái ghế lại không cho ai ngồi. Thì cái số người ở trong tiệm ăn đó, nó sẽ giảm đi, có thể là giảm đi một nửa hoặc là giảm nhiều hơn. Cái điều mà các chủ tiệm nó họ lo đó là lúc họ mở cửa đó, các nhân viên cũ họ có dám đến làm việc không? Rất nhiều người đã bảo là thôi thôi thôi, tôi không có dám đến đó. Rồi không biết ai là người mang bệnh đến đó. Rồi tôi là họ muốn bảo vệ nhân viên, họ phải đặt ra cái lệ là các bàn cách xa nhau, chỗ ngồi cách nhau, mỗi bàn đó thì được có mấy người thôi. Thí dụ như con tiểu bang thì bảo là 4 người là tối đa, có tiểu bang thì bảo là 6 người được. Nếu mà đám đông 15 người đến ăn thì chắc là khó ghê lắm. Cái vấn đề này phải nói là sẽ Dễ dãi hơn để cho mình đặt bàn ở ngoài lề đường. Thành ra
là một cái cơ hội cho các tiệm ăn như ở Sài Gòn hay là ở trong cái vùng công nghệ Việt này, là chúng ta nhân cơ hội mang cái bàn ra ngoài cửa để cho mọi người cách xa nhau 6 feet. Nhưng mà đem ra ngoài thì cũng trở ngại, là những cái khách bộ hành họ đi ngang qua cái tiệm ăn cũng rất trở ngại cho họ. Thì trong những ngày tháng tới sẽ rất là nhiều những cái thay đổi, những cái xáo trộn. Lát nữa đây trong phần 2 chương trình chúng tôi xin phép sẽ đặt thêm một số câu hỏi liên quan đến vấn đề này. Thì kính thưa quý vị, chúng ta đang gửi những vị chương trình bình luận với giáo sư Ngô Nhân Dung, và chương trình được phát hình qua hệ thống của đài IBC TV trên channel 18.12, hoặc là quý vị có thể xem qua trang mạng là ibctv.us. Chương trình được phát hình hàng tuần và mỗi thứ ba lúc 8 giờ chiều, thứ tư lúc 3 giờ chiều, cũng như là thứ sáu lúc 7 giờ 30 sáng. Mời quý vị đón xem chương trình này với những đề tài bình luận rất là hữu ích của giáo sư Ngô Nhân Dung. Chúng tôi xin phép được ngưng chương trình ở đây để gửi quý vị một vài thông tin thương mại đã bảo trợ chương trình. Chúng tôi sẽ trở lại với phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị.